Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ review nhẹ về Sea Phantom Politics các bạn, một xạ thủ hệ bóng đêm mới ra mắt gần đây. Đầu tiên về stat cơ bản, Sea Phantom Politics có chỉ số speed khá là cao các bạn, 120 speed. Mặc dù không phải là hàng top nhưng cũng rất là phù hợp để mở combat PvP. Ngoài ra chỉ số máu và defense cũng không kém cạnh, tầm 6000 máu và 600 defense, khiến Politics có độ trâu bò nhất định. Chỉ tiếc một cái là effectiveness không được cộng thêm nhiều lắm cho dù hero này mạnh về khoảng gây debuff các bạn. Còn các chỉ số khác như là crit rate, crit damage với lại resistance thì cũng không được cộng thêm. Về imprint của Politics thì imprint sẽ giúp cộng thêm attack cho đồng minh, và imprint concentration sẽ tự cộng máu cho bản thân. Điều này nhấn mạnh thêm vai trò supporter trong các đội hình có thiên hướng tấn công các bạn. Nhìn chung thì bộ start của Politics khá ổn, phù hợp với vai trò mở combat hỗ trợ cho team. Chúng ta cùng bàn về chiêu thức của Sea Phantom Politics nha. Thì hero này có hai chiêu kích hoạt và một chiêu nội tại các bạn. Đầu tiên chúng ta cùng bắt đầu với nội tại trước, Phantom Swans. Thì chiêu này Politics sẽ giảm focus hoặc là fighting spirit của kẻ địch đi 50%. Một vài hero các bạn có thể thấy thanh màu đỏ hoặc thanh màu vàng dưới cây máu á, thì màu đỏ là fighting spirit, màu vàng chính là focus. Politics sẽ giảm tốc độ tích các tài nguyên này đi một nửa các bạn. Nhiêu đây là đã đủ để phá cái combo khó chịu rồi. Ngoài ra thì Politics vì là bóng ma các bạn, Sea Phantom, cho nên là sẽ có thêm hiệu ứng tàn hình khi bắt đầu trận đấu và sau khi hết mỗi lượt. Tỷ lệ tàn hình là 60% nhưng các bạn có thể up lên thành 100% nếu các bạn up max cái chiêu này lên. Qua đến chiêu 3, đây là chiêu Fanatic Ball các bạn, một chiêu nên attack. Politics sẽ buff Rage cho toàn đồng minh. Với Rage là một buff không thể bị xóa và giúp tăng attack và speed lên 20%. Sau đó thì Politics sẽ xóa hai buff trên người kẻ địch và trừ speed của kẻ địch đi 2 lượt, đồng thời trừ combat readiness của tất cả kẻ địch đi 20% các bạn. Đây là một chiêu mở combat rất tốt, giúp xóa buff đồng thời khống chế nhẹ kẻ địch, cùng lúc là buff cho đồng minh khả năng tấn công luôn. Chiêu này Politics có thể soul burn bằng hai cục lửa, và như vậy thì Politics có thể xuyên kháng hiệu ứng. Cooldown của chiêu thức này là 5 lượt các bạn, giảm còn 4 lượt nếu các bạn up max chiêu này lên. Đến chiêu 1 thì Graceful Gesture, đây là một chiêu tấn công đơn mục tiêu, xóa một buff. Nếu như Politics có buff Rage trên người thì sẽ kéo Dual Attack với đồng minh có attack cao nhất. Một chiêu tuy đơn giản nhưng hiệu quả ấn tượng các bạn, bởi vì đôi khi có thể strip các buff khó chịu như là bất tử hoặc là miễn nhiễm sát thương, rồi sau đó sẽ kéo đồng minh tấn công kẻ địch. Với bộ chiêu đơn giản như vậy thì thứ tự xuất chiêu của Politics cũng không quá phức tạp, thường là chiêu 3 mở combat, sau đó thì đánh chiêu 1 để đùa cắt từ từ. Rất hiếm trường hợp không dùng đến chiêu 3 đầu trận vì khả năng trừ speed và trừ combat readiness của chiêu này. Đồng thời buff speed cho đồng minh thì Politics có khả năng nối combo liên hoàn rất là tốt các bạn để tấn công kẻ địch. Trừ những lúc đặc biệt như là bên địch có Celine và các bạn muốn bảo vệ hero sát thương chính bên mình, hoặc là bên địch có Tayo đi rất là nhanh và các bạn muốn đánh cược 15% tỷ lệ kháng debuff với Tayo thì các bạn mới đánh chiêu 1 trước thôi. Và trong những trường hợp như vậy thì phải đảm bảo đội hình của các bạn có những cái giải pháp dự phòng thì Politics không mở combat được nha. Với bộ chiêu như trên thì có thể thấy Sea Phantom Politics là một hero cực kỳ phù hợp PvP các bạn, và có thể phù hợp một chút cho một vài nội dung PvE. Về chức năng PvE thì nhìn sơ qua Politics chẳng có tí gì là liên quan PvE cả, nhưng nếu xét kỹ ra thì buff Rage các bạn là buff tăng attack và speed. Đồng thời là chiêu 1, Politics có thể xóa buff và kéo dùa attack. Nên nếu đội hình PvE của các bạn còn trống chỗ và các bạn muốn tối ưu hóa sát thương thì có thể cân nhắc dùng Sea Phantom Politics. Hoặc là các bạn muốn đánh một con boss nào đó cần strip buff liên tục thì các bạn cũng có thể cân nhắc dùng Politics. Nhưng mà nhìn chung thì đây là một vài trường hợp nhất định thôi, và PvE không phải là thế mạnh của Moonlight Politics các bạn. Thế mạnh của Moonlight Politics chính là ở PvP, và trong đây thì Politics là một quái vật. Trong team PvP thì Sea Phantom Politics đóng vai trò mở combat rất là hữu dụng. Khác với đa phần các hero khác thì mở combat theo kiểu là buff và debuff, chẳng hạn như là Nuckwon, Luan, Ran, Pera, hoặc là mở combat kiểu cộng combat readiness cho đồng đội như là Auxiliary Loss, Flidica. Thì Sea Phantom Politics mở combat theo kiểu trừ combat readiness của địch xuống, vốn là điều mà Zio và Conqueror Lilias đang áp dụng các bạn. Nhưng thay vì trừ combat readiness của một đứa thì Politics trừ cả team địch luôn các bạn. Đòn mở combat này là đòn nên attack nữa, nên có thể tránh được các hiệu ứng counter attack khó chịu ở bên địch. Ngoài ra, Politics là hero đầu tiên có thể buff Rage cho đồng minh.
giúp tăng attack và speed lên 20%, đồng thời mở khóa hàng loạt các kỹ năng biến ảo của những nhân vật khác mà dùng Rage. Tiêu biểu nhất chính là hai hero Genua và Tiyo các bạn. Chưa dừng lại ở đó, khả năng khống chế lượng Focus và Fighting Spirit kẻ địch đó, góp phần khống chế các lựa chọn counter mở combat thường gặp. Điển hình nhất chính là Ocean Breeze Luluka các bạn, hoặc là các thành phần Anticlave khó chịu như là Captain Landy hoặc là Abyssal Yuffin. Và cuối cùng, khả năng tàn hình của Miltis cho phép hero này tránh các thể loại nguy hiểm như là Zeon, Seed hoặc là Assassin Seed, giúp thu hẹp số lượng các hero có khả năng counter được Miltis. Hiện nay nếu muốn counter Miltis trong một đội hình đẹp á, thì có rất là ít cách. Các bạn có thể dùng Run, Lure hoặc là Pera chạy nhanh hết sức và outspeed Miltis, may ra có thể counter được. Hoặc là có thể dùng Tayo đi rất là nhanh, hoặc là Celine để có thể thủ tiêu sát thương chủ lực bên địch nếu mà Politis dám dùng chiêu 3. Thì tất cả những cái điều này giúp cho Sea Phantom Politis các bạn tỏa sáng trong tất cả các đấu trường PvP, từ Arena tới Guild War, từ team tấn công lẫn team phòng thủ cho tới World Arena luôn các bạn. Politis có thể đi chung được nhiều thể loại team khác nhau, nhưng mà những cái team thiên hướng tấn công chủ động sẽ phù hợp hơn một chút, bởi vì nó tận dụng được tối ưu buff Rage, vốn là một buff tăng attack và tăng speed. Mình bàn một chút về cách build hero nha, thì Sea Phantom Politis các bạn nên build theo hướng speed các bạn. Chú ý nâng speed và effectiveness càng cao càng tốt, sau đó sẽ chú ý đến máu và defense. Thì các chỉ số khuyến nghị như sau: speed thì các bạn nên nâng càng cao càng tốt trong khả năng thôi, và khuyến nghị lên là khoảng tầm 300, effectiveness thì khoảng tầm 100%, máu và defense thì khoảng 13-14.000 máu gì đó và 1.000 defense. Chú trọng speed càng cao càng tốt các bạn, vì chức năng của Politis là mở combat, nếu mà đi sâu thì sẽ khá là thua thiệt. 300 speed thực ra là cái mốc cần nhắm tới ở những cái rank cao thôi, nhưng mà những rank thấp thì tầm 280-290 cũng đủ dùng rồi các bạn. Sau đó thì nâng effectiveness lên tầm khoảng 100% để có thể debuff hầu hết các thành phần quan trọng trong game. Các bạn không cần thiết phải debuff hết tất cả mọi hero. Nếu kẻ địch có giải debuff thì cũng chẳng sao, bởi vì chỉ giải debuff trừ speed thôi. Còn cái thứ quan trọng là trừ combat readiness thì cái này không có giải được, nên không cần quá chú trọng về effectiveness đâu, chỉ cần đủ dùng là ok. Tuy nhiên nếu các bạn có dư thừa khả năng, các bạn nâng effectiveness lên thì cũng tốt các bạn, không có sao cả. Sau đó thì các chỉ số mà dư ra, sau khi đạt speed và effectiveness rồi thì các chỉ số dư ra các bạn chú ý nâng vào máu và defense, sao cho khoảng tầm 13-14.000 máu, khoảng 1.000 defense là ok. Tất nhiên cao hơn thì càng tốt. Như vậy thì Politis sẽ tránh bị các trường hợp run sốc sát thương các bạn. Với cách build như vậy thì mình nghĩ set đồ tối ưu cho Phantom Politis sẽ là set speed 4 món để mà cố gắng tăng speed cao hết mức có thể, và set 2 món sẽ là set hit để tăng effectiveness. Tất nhiên thì tham khảo vậy thôi, các bạn có thể dùng bất cứ set nào miễn là có thể đạt đến những cái ngưỡng chỉ số như vậy là ok. Về artifact cho Sea Phantom Politis, chúng ta có các lựa chọn như sau. Trong nhóm artifact common thì không có quá nhiều lựa chọn cho Politis các bạn. Nếu chưa có nhiều tài nguyên thì các bạn có thể dùng tạm Roof of Valor để mà tăng độ châu bò lên, hoặc là các bạn có thể dùng Warhorn để mà xoay lượt nhanh, hoặc đuối lắm thì các bạn có thể dùng những artifact như là Midnight Bloom các bạn để tăng tỷ lệ chí mạng cho toàn đồng minh, hoặc là artifact Music Box để tăng khả năng phòng thủ của team. Về nhóm các artifact xạ thủ thì các bạn có thể tận dụng Claw Wings 21. Đây là một cái artifact mà nó khá là dễ, nhưng mà sau khi Bootis ra mắt thì artifact này trở nên khá là mạnh các bạn. Nó có thể bức thiên cho toàn team sau khi sử dụng một chiêu nên attack, và cooldown nó cũng tựa như là cooldown của chiêu cuối Bootis luôn. Cooldown 3 lượt trong khi chiêu cuối Politis cooldown 4 lượt. Artifact này đặc biệt khó chịu khi các bạn phối hợp với lại Politis kèm với các đồng minh như là Galalinias, Tisurin hoặc là Moonlight Selene. Spatial Temporal Fan cũng là một artifact rất mạnh các bạn, nó sẽ giúp buff effectiveness lên, đồng thời giúp bảo kê đồng minh sát thương chủ lực bằng buff tàn hình. Artifact này siêu cấp mạnh trong tay Politis các bạn. Unseen Observer cũng là một lựa chọn tốt vì giúp các bạn có thêm soul, có thêm một cục lửa sau khi dùng nên attack. Và mặc dù không khuyến khích lắm nhưng mà Sharpshooter's Handgun cũng là một lựa chọn, bởi vì nó có thể giúp các bạn tăng effectiveness lên các bạn. Còn cái ý ở đằng sau thì chắc không bao giờ đạt đâu, Politis nó ít khi đánh crit lắm. Về các artifact 4 sao, các bạn có thể tận dụng Sash Ethans để mà tăng combativeness mỗi khi team mình tiêu diệt được kẻ địch, hoặc là các bạn có thể dùng Andre's Crossbow để đơn thuần tăng effectiveness lên thôi.
về việc Awaken và skill up. Trước hết, Awaken Sylvanas Bolitis là một xạ thủ các bạn cùng bài CS, cho nên các bạn cần chuẩn bị các catalyst như sau. Đầu tiên Rare Catalyst Blood Flecked Bone các bạn, và cùng với Epic Catalyst Ancient Creature Nucleus để có thể Awaken cho hero này. Để nâng chiêu thức thì một lần nữa các bạn cần chuẩn bị Epic Catalyst là Ancient Creature Nucleus và Rare Catalyst chính là Strange Jelly. Thứ tự nâng chiêu thức thì các bạn chú trọng nhất là cái chiêu nội tại của Bolitis, bởi vì max cái chiêu này là các bạn có sẵn một cái buff tàn hình, luôn luôn tàn hình các bạn để mà hỗ trợ cho việc phòng thủ. Và các bạn chỉ cần nâng bao nhiêu đây thôi là có thể bưng Bolitis đi PvP được rồi. Tuy nhiên để yên tâm thì các bạn có thể đầu tư thêm chiêu 3. Việc nâng chiêu 3 max level cũng rất là đơn giản, nó chỉ có một dòng này thôi. Về chiêu 1 thì các bạn không cần phải nâng các bạn, bởi vì Bolitis không đánh mạnh về sát thương, cho nên tăng sát thương chiêu 1 thì nó cũng vô nghĩa. Do vậy mà Bolitis là một hero rất là mạnh, tuy nhiên đầu tư về nâng chiêu thức lại rất là tiết kiệm. Các bạn chỉ cần nâng mỗi cái nội tại, cùng lắm là nâng thêm cái chiêu 3 là có thể dùng được rồi. Và đó cũng chính là thông tin review nhẹ về Sylvanas Bolitis. Còn đây là Bolitis của mình các bạn, các bạn có thể tham khảo cái cách build này. Nhìn chung thì Sylvanas Bolitis là một hero mở combat mạnh ở hiện tại và counter được hầu hết cái đội hình meta luôn. Đồng thời là khiến cho người chơi hệ sốc sát thương trở nên dễ thở hơn rất là nhiều. Cho nên là nếu các bạn hỏi mình là có đáng summon hero này không thì tất nhiên là rất là đáng rồi các bạn. Hồi xưa nếu các bạn có trải qua thời kỳ mà Conqueror Lilias thì bây giờ nó cũng tương tự vậy đó, nó mạnh ngang ngửa Conqueror Lilias luôn. Dự đoán là sẽ còn thống trị meta trong một thời gian nữa, nên nếu có cơ hội thì các bạn nên tranh thủ summon nha. Ok, vậy đó cũng chính là review nhẹ về Sylvanas Bolitis. Hy vọng là clip này sẽ mang đến cho các bạn các thông tin hữu ích trong việc hiểu thêm về hero này. Nếu các bạn muốn biết thêm về nhiều hero khác trong Epic 7 thì có thể ghé qua playlist review nhẹ trên kênh của mình nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye!